xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một cái bài nó nói về cái cách tính kim lâu trong cái sách Thông Thư Song Ngữ của Trung Quốc này. Thế thì nó có mấy cái câu thơ như thế này: nhất thời kim lâu hại bản thân, tam thời kim lâu hại phu thê, lục thời kim lâu hại tử tôn, bát thời kim lâu hại lục xúc, bát quái phương đồ khởi thuận suy, càn khôn cấn tốn tối vi hùng, 1386 thị kim lâu, giá thú làm nhà kỵ ở đầu, ví được phu thê đều trọn vẹn, tiền tài hao tán tổn bò châu, nhất tại khôn cung nhị ư đoài, tam càn tứ khảm chính bắc phương, ngũ trung lục cấn định phi nghi, thất chấn bát tốn hóa vi hùng, cửu ly nhập cung hồi ư cát, đương tuế phân cửu dĩ số dư. Đó là nguyên văn của cái bài thơ người ta tính về kim lâu, và nó có một cái bảng để cho chúng ta luận. Đây là cái bảng để cho chúng ta luận về cái bài tính kim lâu. Thì hầu như ở trong cái sách của Việt Nam thì có một số sách nó cho ta những các cái cách tính nó không giống như trong cái cuốn này, nhưng cũng có một số cuốn nó cho ta cái cách tính giống như trong cái cuốn này. Thì nhìn chung vào, nhìn vào cái đồ hình này thì ta hiểu một cách đơn giản là lấy tuổi mộ chia cho 9, lấy số dư, nếu như số dư là 1368 thì nó sẽ phạm kim lâu. Dư 1 thì là nó là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, và dư 8 là kim lâu lục xúc. Thì đó là một cái cách tính mà nó là đúng nhất so với một số sách của Việt Nam viết. Thì có một số sách nó sẽ viết đúng như cái dạng sách của Trung Quốc này, có nghĩa là ta hiểu một cách đơn giản là lấy tuổi mộ chia cho 9, lấy số dư, nếu như số dư là 1368 thì sẽ là kim lâu. Đó là một cách dễ hiểu nhất, nó là như thế. Chứ còn có một số sách thì lại nói là lấy số tuổi mộ, tính tuổi mộ, nhưng mà lại lấy số hàng đơn vị là 1368. Ví dụ như 21, 23, 26, 28 là kim lâu thì đó là không phải. Hoặc là có những người lại lập luận là kim lâu bàng khởi chính khôn cung, rồi thường phi ngũ thập nhập trung cung. Đấy, lại có người lại suy luận lại cho rằng 50 với nhập trung cung, thế thì lại tính ra một mớ cái sai. Đấy, bởi vì chẳng hạn như ta cứ tính là 50 mới được nhập trung cung, thế 49 không nhập trung cung, thế những người 49 tuổi tại sao lại không được bay vào trung cung để đó theo cái đồ hình lượng thiên xích. Đấy, nên là xét một cách toàn diện thì theo như cái bài của cái sách Thông Thư Song Ngữ của Trung Quốc này thì ta cứ lấy số tuổi dương lịch cộng với 1 là nó ra tuổi âm lịch. Đấy, rồi chia cho 9, lấy số dư là 1368, ta sẽ luận cái 1368 nó là kim lâu, tức là dư 1, dư 3, dư 6, dư 8 là kim lâu.
rồi kim lô thân, rồi kim lô thê, rồi kim lô tử, rồi kim lô lục xúc, thì nó là như thế. Bởi vì ở trong đây nó có một câu là đương tuế phân cửu dĩ số dư, thì đó là cái câu mà lấy cái tuổi mụ của mình chia cho 9, lấy số dư đấy để áp vào cái đồ hình này đấy. Ví dụ như mà khi ta tính là 10 tại khôn đấy, 10 tại khôn, rồi là 20 tại đoài, 30 tại càn. Ví dụ như ta đếm người 19 tuổi đi. 19 tuổi thì nó sẽ vào đâu? Nó sẽ là dư 1, thì nó sẽ là 6. Đấy, ví dụ như 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 là nó sẽ dư 1, thì nó sẽ rơi vào nhất hùng. Nó gọi là 1 3 6 8, 1 cũng hung, 3 cũng hung, 6 cũng hung, 8 cũng hung. Thế ví dụ như 28 đi, 28 thì nhìn chung nó lại cũng sẽ vào nhất hung. Đấy, 28 này. 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 nó lại vào nhất hung. Ví dụ như 58 đi, thì nó lại sẽ vào 4, thì là 4 thì là tứ cát rồi. Ví dụ 58 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55 56 57 58, đấy nó vào tứ cát, đấy nó vào 4 tốt. Ví dụ như là 65 thì nó sẽ vào nhị cát, đấy 65 nó sẽ vào nhị cát. Ví dụ như 65 này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Đấy, nó sẽ vào nhị cát. Ví dụ như 37 đi, 37 nó sẽ vào nhất hùng. Đấy, ví dụ như là 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 vào nhất hùng. Đây là một cái công thức mà tính đúng nhất về cái bài tính kim lâu. Dựa theo các cái câu thơ này và dựa theo cái đồ hình lượng thiên xích. Đấy, ta có thể là tính theo đồ hình lượng thiên xích nó cũng sẽ ra, nhưng mà cái này là sẽ đếm vòng tròn và khi đến 4 thì sẽ bay vào 5 và bay ra. Đấy, nhưng mà nó sẽ có một cái bài đếm theo cái đồ hình lượng thiên xích nó cũng sẽ ra cái dạng là 1 3 6 8 kim lâu. Đấy, nhưng mà cái bài đếm theo đồ hình lượng thiên xích ấy, thì người ta không vẽ ở trong đây. Đấy, nhưng mà ở sách Việt Nam là có một số sách người ta tính theo cái bài là phi theo đồ hình lượng thiên xích nó cũng sẽ ra. Đấy, tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.